vào buổi chiều hôm nay đây. Bật khái giữ chim thì mỗi tội là một chậm mỏ. Yến tận bô to, đây là mồi ngô không của mình. Máu qua đánh tụt hết một lần cuối. Em này thì cũng không phải là không đến nỗi nào. Nói chung là mặt rất dữ này, nhìn đầu to, trẻ, tách đỏ cũng coi, mắt lồi, mỏi hơi dày, chậm. Chân này thì mình nghĩ khoảng hai mùa, không được giá lắm, tính tương. Nhưng vì dạo không hay, mà thấy nghe đánh hôm nay rất gặp rất ít chim. Chim cò đánh chán lắm, gần hết rồi. Mình sẽ phóng sinh con này để cho nó sinh sản. Chim không hay thì chúng ta lên thả cho về con mái. Con mái đang quýt cừu kêu một kia đây, nhà mái đây. Bay về mái. Rồi, em mái đã bay về luôn. Có vẻ cũng hùng hổ phết đấy. Tạm biệt.